chuyển sang chế độ vặn tay ngoài này, muốn vặn ngoài này, đúng không? Đấy, vặn chỉnh vặn ngoài này. Thì đầu tiên này, đây coi như là D này, D00 này, muốn chuyển sang F này, F003 này. Đây là cái biểu đồ đây. Em chuyển đầu chuyển là bước 3 đúng không? D28 đúng không? Chuyển sang D28 này. Để sang D28 này. Đấy, sang F đúng không? F003 này. 003 này, chuyển sang nút set này. Set này, một lần này. Đúng không? Đây là số 1 đúng không? Chuyển sang số 3 này. Rồi, nhấn set tiếp này. Đúng không? Set 4 này, giữ im này. Rồi. Ờ, còn đây là 3 giây này, 3 giây đó bắt đầu từ 3 giây từ nguồn đây này. Thì bắt đầu từ 10V này. 3 giây nguồn này. 3 giây nguồn bắt đầu từ cộng 10V này, IAIV này, GTN này. Theo chiều thuận của cái con dấu này. Đấy. À, cứ 3 giây thẳng 3 giây này. Bắt tính từ bên từ phải qua trái nhá. 3 giây nguồn này. Thẳng luôn từ phải qua trái từ cộng 10V AIV và GND nhá. GND nhá. Từ phải qua trái nhá, 3 giây nhá. Còn đây là công tắc này. Công tắc nguồn này của hai cái dây cuối này. Còn cái đầu đây là đầu của motor này. Hai dây 3 dây motor này. Còn 2 dây bên đây là một dây ổ điện này. Rồi.